cùng vào tứ kết với vị trí nhì bảng. Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa và đội tuyển Philippines cùng mơ về vé vào bán kết và tấm vé đến World Cup 2023. Cơ hội sẽ đến với đội bóng nào? 21 giờ ngày 30 tháng 1 trực tiếp trên VTV5.